Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, phong thủy phòng bếp luôn là một cái vấn đề được nhiều gia đình quan tâm hàng đầu trong cái thiết kế nhà ở. Bởi lẽ, đây là một trong những cái vị trí quan trọng nhất trong cái bố cục của một căn nhà. Xét về phương diện thực tế, thì nhà bếp không chỉ là cái không gian sum vầy, hội họp của các thành viên trong gia đình. Không ít người khi thiết kế nhà bếp chỉ quan tâm đến cái yếu tố thẩm mỹ, bài trí mà lại quên đi mất những cái vị trí, những cái điều cấm kỵ mới có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Từ đó sẽ mang tới những cái tai họa không mong muốn cho gia chủ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái chia sẻ về những cái lỗi phong thủy phòng bếp và những điều cần phải kiêng kỵ để tránh gặp phải những cái rủi ro không đáng có. 5 điều cần tránh phải nhớ khi mà thiết kế phòng bếp để không phạm phải những đại kỵ trong phong thủy. Thứ nhất, tránh bố trí phòng bếp ở trung tâm của nhà. Theo phong thủy nhà ở thì phòng bếp mang tính hỏa. Nếu mà đặt không gian này ở cái vị trí trung tâm của ngôi nhà thì nhất định sẽ ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Cái vị trí lý tưởng để bố trí phòng bếp đó là nằm về một phía của ngôi nhà. Điều này không chỉ đảm bảo cái sức khỏe của các thành viên trong gia đình mà còn giúp thu hút cái tài lộc, nó không bị thất thoát, không bị hư hao. Thứ hai, tránh bố trí phòng bếp đối diện với phòng ngủ. Theo quan niệm về phong thủy thì cửa phòng ngủ nhìn thẳng vào cái miệng bếp thì sẽ khiến cho tài phú bị đa hao, tức là gì, tiền nong trong nhà sẽ luôn bị thiếu hụt. Về thực tế thì cái phòng ngủ vốn là cái không gian nghỉ ngơi của tất cả thành viên trong nhà, do đó rất cần cái sự yên tĩnh, sự riêng tư. Trong khi đó, khói lửa từ phòng bếp có từ cái việc chế biến thức ăn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng của giấc ngủ của những người trong phòng ngủ đó. Cái thế bố trí này có thể ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của các thành viên trong nhà. Mặt khác thì về cái mặt tinh thần ấy lại càng thêm nghiêm trọng. Tức là người trong nhà sẽ thường xuyên cáu kỉnh, nóng nảy. Để hóa giải cái điều này thì các bạn có thể trải một tấm thảm màu vàng dưới chân giường. Vì màu vàng nó thuộc thổ mà hỏa thổ là tương sinh. Thổ có thể tiết hỏa, như vậy thì sẽ tiết ra cái khí hỏa sát để hóa giải cái thế phong thủy này. Thứ ba là tránh đặt cửa phòng bếp đối diện với cửa ra vào. Thưa quý vị, cửa phòng bếp ở đối diện với cửa ra vào thì dễ tạo nên cái bố cục là xuyên đường sát. Còn được gọi là dương trạch đệ nhất sát. Theo phong thủy thì đây là một cái bố cục rất xấu, khiến cho cái không khí trong gia đình nó luôn trong cái tình trạng là căng thẳng, phức tạp, thậm chí là còn khiến cho gia chủ rơi vào cái thế là tán gia bại sản. Trong trường hợp mà cái phòng bếp đặt đối diện với cái cửa sau thì gia chủ cũng làm ăn để khó mà tụ tài được. Tiền vào túi này thì liền ra túi kia. Cả đời quần quật làm ăn thì cũng không thể dư giả được. Còn bố trí phòng bếp đối diện với cửa nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà. Vợ chồng con cái thì dễ mắc phải dịch bệnh là đau ốm triền miên. Thứ tư, tránh phòng bếp đặt đối diện với nhà vệ sinh. Thưa quý vị, không ít gia đình đã phạm phải cái lỗi phong thủy này trong cái thiết kế nhà ở, và cái hệ quả là dẫn tới nhiều cái điều bất lợi nghiêm trọng nó xảy ra. Miệng bếp cần tránh hướng vào cái cửa nhà vệ sinh. Nó vốn là cái nơi mà có nhiều cái uế khí. Nếu mà đặt bếp đối diện với nhà vệ sinh thì cái vận may sẽ bị cái uế khí nó cuốn đi. Bên cạnh đó, cái phòng bếp thuộc hỏa, trong khi đó nhà vệ sinh là thuộc thủy. Từ đó hình thành cái thế là thủy hỏa là tương xung, tương khắc, khiến cho các thành viên dễ xảy ra cái mâu thuẫn, tranh cãi. Chưa kể sẽ có người trong nhà lâm vào bệnh nặng. Thứ năm, tránh đặt phòng bếp dưới xà ngang. Xà ngang vốn mang cái sát khí rất mạnh, do đó không chỉ có phòng ngủ, ghế, phòng thờ, phòng khách mà ngay cả bếp nấu cũng như là bàn ăn đều tránh đặt ở những cái thế phong thủy đó. Đây là một trong những cái lỗi phong thủy có thể khiến các thành viên trong gia đình liên tục ốm đau bệnh tật, mà nhất là nữ giới sẽ thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp không thể phá bỏ để thiết kế lại thì gia chủ có thể làm trần xốp hoặc là trần thạch cao để che chắn cái xà ngang này lại. Tuy nhiên cái điều này nó chỉ hạn chế được phần nào cái ảnh hưởng trực tiếp đó mà không thể hóa giải toàn bộ được. Thứ sáu, tránh sử dụng màu đỏ, màu đen làm cái màu chủ đạo trong phòng bếp. Theo phong thủy nhà ở thì cái màu đỏ và màu đen là hai cái màu kiêng kỵ đối với khu vực nấu ăn. Do bếp mang tính hỏa mà màu đỏ cũng thuộc hành hỏa nên rất dễ dẫn đến tình trạng là hỏa quá vượng. Tình trạng này sẽ khiến cho tính tình của gia chủ thường xuyên nóng nảy, bức bối hoặc là dễ dẫn đến cái bệnh về gan, về thận. Còn màu đen thì thuộc thủy, sử dụng cái màu này cho cái không gian bếp sẽ tạo ra cái thế tương xung với cái khí của phòng bếp. Tức là gì? Nó ảnh hưởng đến cái hòa khí của các thành viên trong gia đình. Vậy nên quý vị tuyệt đối tránh hai màu này ra.
Thứ bảy là tránh để góc nhọn nó chiếu thẳng vào bếp. Theo phong thủy học thì các vật sắc nhọn có góc nhọn là thường gì dễ gây những tổn thương. Do đó khi thiết kế nhà đặc biệt là kiêng kỵ để bếp bị các vật nhọn nó đâm trực diện vào. Phòng bếp là nơi nấu ăn, hơn nữa là nơi quây quần của các thành viên trong gia đình. Cục diện phong thủy này thì lại vô cùng là bất lợi đối với cái vấn đề sức khỏe của các thành viên trong nhà. Vì vậy, khi thiết kế phòng bếp thì cần lưu tâm đến cái việc này. Thứ 8, tránh thiết kế phòng bếp dạng mở. Đây là cái loại thiết kế phổ biến trong các gia đình hiện đại thời nay. Nhiều người thiết kế cái bếp dạng này vì chạy theo cái trào lưu hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế thì phòng bếp thiết kế ở dạng mở sẽ khiến cho gì bếp nấu bị lộ ra ngoài. Gia chủ khó mà tụ tài, tụ lộc được. Chưa kể đến cái việc đối với cái thiết kế này thì việc nấu nướng sẽ dễ khiến cho cái mùi khói nó bám vào cái không gian lân cận, làm mất đi cái thẩm mỹ, mất đi cái tính mỹ quan của ngôi nhà. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của những người sống trong ngôi nhà đó. Phòng bếp là một trong những cái không gian quan trọng của một ngôi nhà. Cách bố trí phong thủy phòng bếp cũng cần phải được nghiên cứu thật kỹ lưỡng từ gia chủ, bao gồm là việc xem hướng đặt bếp, bài trí bếp nấu ra sao, các vật dụng trong nhà bếp cho tốt với cái vượng khí của gia đình. Có thể nhiều lúc nó sẽ không theo những ý muốn của bạn, thế nhưng đó là một điều tốt và có tầm ảnh hưởng nào đó liên quan đến tiền tài, sức khỏe của gia chủ. Bởi vậy, các bạn nên tìm hiểu cái cách bố trí nhà bếp như thế nào cho hợp phong thủy để tránh bị cái lỗi xung khắc. Cách bố trí nhà bếp hợp phong thủy để không bị xung khắc. Phòng bếp là nơi dự trữ thức ăn cho cả gia đình, là cái nguồn năng lượng chính cho tất cả mọi hoạt động để duy trì cái sự sống. Và những người đầu bếp thì thường rất chú trọng tới cái việc là chế biến các món ăn của mình. Thức ăn có ngon hay không còn phụ thuộc vào cái tâm trạng của người đầu bếp. Nếu không tập trung thì thức ăn sẽ không ngon. Đó. Nhiều người vẫn biết cái bếp ăn thì theo quan niệm ngũ hành nó thuộc hỏa. Theo các chuyên gia ấy, thì không phải cứ bếp thuộc hỏa thì gia chủ cần tăng cho cái hỏa vượng lên bằng mộc khí. Lý do nếu hỏa trong bếp quá vượng thì sẽ dẫn đến xung đột giữa các thành viên trong gia đình, dễ làm cho sứt mẻ cái tình cảm. Theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh thì trong cái ngũ hành ấy, thì gia chủ cần kết hợp hài hòa giữa các vật liệu để giúp tăng cường cái hỏa khí, đồng thời phải kết hợp với các vật liệu khác để giúp cho khắc chế bớt cái thuộc tính của hỏa đi. Như vậy thì môi trường bếp nấu sẽ hài hòa hơn và cái hỏa khí trong gia đình nó cũng sẽ được duy trì ở cái trạng thái tốt hơn. Gia chủ đặc biệt cần phải lưu ý cân bằng cái yếu tố ngũ hành trong cái không gian bếp. Không gian bếp luôn hội tụ hai yếu tố phong thủy xung khắc rất lớn, nhất là thủy và hỏa, tức là vòi nước, tủ lạnh, bồn rửa chén với bát. Nó tượng trưng cho thủy khí, còn bếp nấu thì tượng trưng cho hỏa khí. Khi bố trí hai cái yếu tố này trong cái không gian nhà bếp ấy, thì nên tuân theo những nguyên tắc thủy hỏa bất dung. Có nghĩa là bếp nấu thì nên tránh đặt cạnh lên cái rãnh, cái mương, cái đường nước. Khi đặt cái vị trí bếp nấu thì tránh ở cái bị cái thế kẹp giữa hai thứ mang tính thủy khí như là máy giặt hoặc là tủ lạnh hoặc là chậu rửa bát. Bố trí vật dụng trong phong thủy trong phòng bếp cũng phải hòa hợp âm dương, ngũ hành, sẽ giúp gia đình bạn rước lộc vào nhà cả năm, cụ thể như sau. 1. Vị trí đặt bếp nấu. Bếp nấu không nên đặt ở những cái vị trí ngược với hướng nhà, tức là gì? Lưng quay ra cái hướng cửa. Nhưng đồng thời cũng cần phải tránh cái việc là vừa mở cửa ra đã nhìn thẳng thấy bếp. Nếu như không thể thay đổi được thì gia chủ cũng nên sử dụng cái vách ngăn, cái bình phong hay là cái rèm để ngăn cách. Với cách này thì gia chủ có thể ngăn cản được cái luồng khí xấu từ bên ngoài và cũng không nên đặt bếp cạnh cái cửa sổ. Cũng không nên dùng những cái vật nhọn hướng vào trực tiếp vào cái bếp vì sẽ gây ảnh hưởng đến cái hòa khí của các thành viên trong gia đình. Bếp nấu không nên đặt gần tại những cái vị trí có vòi nước bởi thủy hỏa là xung khắc. Sau đây là những cái hướng tốt để đặt bếp nấu mang lại cái sức khỏe thịnh vượng cho gia chủ. Hướng đông hoặc hướng đông nam là hai hướng có ngũ hành thuộc mộc. Mộc thì dưỡng hỏa, nó sẽ mang lại sức khỏe may mắn cho gia chủ. Hướng đông bắc là cái hướng thuộc thổ, hỏa thổ là tương sinh. Đặt bếp ở hướng này thì gia đình cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Thứ hai là vị trí của bồn rửa. Chậu rửa thuộc thủy mà bếp lại thuộc hỏa. Đấy, sinh ra vốn đã xung khắc với nhau. Theo phong thủy thì bếp và chậu rửa đặt cạnh nhau là cái điều tối kỵ. Vì vậy, tuyệt đối không nên đặt bếp và chậu rửa, vòi nước, bồn rửa ở cạnh nhau hoặc là đối diện nhau. Trong cái không gian bếp thì nên ưu tiên bố trí cái chậu rửa ở hướng bắc và đông nam. Đấy. Còn vị trí bếp thì nên đặt ở hướng đông, hướng nam hoặc là hướng đông nam là tốt nhất.
Nếu theo phong thủy thì bếp và chậu rửa phải bố trí trên cái cơ sở giữa cái vị trí giữa bồn rửa và bếp nấu để đạt được cái phong thủy tốt nhất, hoặc tuân thủ theo một số cái nguyên tắc sau. Bố trí bếp và chậu rửa theo phong thủy. Nếu bếp và bồn rửa được bài trí thẳng hàng, đặt sát vách tường phía đông thì nên bố trí cái vị trí bếp ở bắc và bồn rửa ở phía nam. Nếu bếp và bồn rửa được bài trí cái vị trí thẳng hàng ở vách tường phía tây ở phòng bếp thì nên bố trí cái bồn rửa ở phía bắc và cái bếp ở phía nam. Theo phong thủy, trong bố trí phòng bếp thì nếu bồn rửa được bài trí thẳng hàng sát vách tường phía bắc của phòng bếp ấy, thì nên bố trí cái bồn rửa ở phía tây và bếp thì ở phía đông. Nếu bếp và bồn rửa được bài trí ở vị trí thẳng hàng sát vách tường phía nam của cái phòng bếp thì nên bố trí bồn rửa ở phía đông và bếp ở phía tây. Thứ ba là vị trí đặt tủ lạnh. Theo phong thủy học cho biết, đấy, tủ lạnh nó thuộc hành kim. Vì vậy, cái vị trí đặt tủ lạnh tốt nhất là trong cái không gian phòng bếp. Bởi bếp nó thuộc hành hỏa, hỏa vượng thì cần phải có sự xuất hiện của kim để cân bằng cái vượng khí và tạo ra cái không gian tĩnh. Để bố trí cái không gian bếp theo phong thủy thì hãy đặt cửa tủ lạnh quay về phía đông nam hoặc là hướng bắc. Bởi theo quan niệm phong thủy thì đây là cái hướng lành. Tủ lạnh thuộc hành kim, nó hoạt động 24 giờ liên tục. Cần phải chọn đúng hướng để không bị chấn động. Không đặt tủ lạnh sát bếp, bởi gì? Cái điều này sẽ không cân bằng được cái không gian. Hơi nóng sẽ làm cho gia chủ cảm thấy bất an về công việc, làm ăn, kinh doanh, tình cảm, cũng như là người thân trong gia đình, bạn bè. Đồng thời còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình. Theo phong thủy nhà bếp và tủ lạnh thì không nên đặt tủ lạnh đối diện với cửa ra vào của nhà bếp, bởi ánh sáng sẽ chiếu thẳng trực tiếp vào khiến cho nhiệt độ nó cao. Hay là nói cách khác thì vừa mới mở cửa tủ lạnh ra cũng không được thuận. Điều này sẽ làm cho dòng năng lượng bên ngoài đụng độ với nhau, khiến cho gia chủ làm ăn bị tổn thất và có thể dẫn đến phá sản. Khe tủ lạnh ở cái vị trí bên ngoài phía cửa ra vào hợp với gia chủ mệnh thủy, bởi nó sẽ giúp cho cái sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến về cái tài vận thì được hanh thông. Khe tủ lạnh ở vị trí bên tay trái ở phía cửa ra vào rất hợp với mệnh chủ mệnh mộc, nó sẽ giúp cho gia chủ của ngôi nhà được nhiều lộc hơn. Nên đặt vị trí tủ lạnh ở phía bên phải hoặc bên trái của bếp. Điều đó sẽ giúp cho gia chủ có cuộc sống thịnh vượng, gia đình thì luôn vui vẻ và hòa thuận. Thứ tư, lò vi sóng. Lò vi sóng là cái vật phẩm thiết yếu có kích thước khá lớn, hoạt động sẽ phát ra những tia sóng, nó ảnh hưởng đến không tốt đến sức khỏe của con người. Vì vậy, cần phải có vị trí thích hợp để đặt lò vi sóng, sao cho vừa thuận tiện sử dụng lại gây ít ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mọi người. Lò vi sóng thì nên được đặt ở vị trí thông thoáng, cách xa những cái vật dụng, những cái đồ dùng tỏa ra nhiệt lượng lớn. Lò vi sóng thường được đặt ở tủ bếp, ở dưới gầm bếp, bàn bếp hoặc là gì tủ trên của bếp. Nếu đặt tủ bếp ở dưới thì cần đặt cách mặt đất ít nhất 20cm so với tầm với của những người nội trợ và tránh ẩm ướt cũng như là côn trùng nó gây hại. Thứ năm là vị trí cửa bếp. Cửa bếp không nên đối diện với cửa chính, cửa phòng ngủ của ngôi nhà nhằm tránh những cái luồng cái khí nó ngược nhau. Việc này sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật cho gia chủ. Cửa bếp cũng không được đối diện với cửa sổ cũng như là ban công để tránh các luồng khí trong ngôi nhà nó chuyển động quá nhanh, ảnh hưởng đến cái tài vận của gia đình. Người phương Đông rất coi trọng cái yếu tố phong thủy trong phòng bếp, bởi đây chính là nơi giữ lửa, giữ hạnh phúc của gia đình nhà mình. Cái việc bố trí nhà bếp sẽ quyết định đến cái công danh, sự nghiệp, tiền tài của gia chủ. Bếp có vai trò quyết định cái sự thịnh vượng của cả gia đình theo quan niệm xưa. Các nhà phong thủy học cũng cho rằng phòng bếp nó chủ về cái tài lộc và được ví như cái dạ dày của một cơ thể. Vì vậy, phải bố trí theo âm dương ngũ hành và không được để bếp bị thủy khắc. Thưa quý vị, những cái lỗi phong thủy nhà bếp mà chúng tôi đã chia sẻ trong cái ngày hôm nay là những lỗi cơ bản trong cái thiết kế mà không phải gia đình nào cũng biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.